332天. Ngày 332. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Thật sự ngon như chú nói ạ. Rên yếu sư 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 đớn nà mà khó chư mà. Rên yếu sư 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 đớn nà mơ hảo chư ma. Rên yếu sư 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 đớn nà mà khó chư mà. Rên yếu sư 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 đớn nà mà khó chư mà. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mấy lái được chí đá xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên má sẵn liên xỉ. Số lượng. Sủ lẻng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Toán ỉ tiền ấn cần khó khăn. Mặc lên trắng may không vừa người thì làm thế nào? Chân sáng vạn y bù hờ sân dẫm bản. Độ dài rất hợp với em. Trắng tủ hấn sử hờ nỉ. Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng. Chỉ sáo yào 19.000 Việt Nam tuần. Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chỉ phủ chén. Hai bạn. Nì mân lẻ. Nì mân lẻng cửa. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Xiang chư sở mơ chịu chư sở mơ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chư. Nếu không thì. Yào bủ. Có thể ăn được cay hay không? Nâng bủ nâng chư lạ. Hài lòng 100%. 100% 的满意. Trừ khi ăn không nổi cay. Chú phây chư bù léo lạ. Thật có ngon như chú nói không ạ? Rên yếu sư 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 đớn nà mà khó chư mà?